Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Đây là cuốn sách nổi tiếng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở trên thế giới của tác giả Zig Ziglar. Có thể coi đây là một tài sản, một di sản về nghệ thuật bán hàng của thế giới. Và ông đã là bậc thầy của rất rất nhiều những con người bán hàng, những nhà bán hàng xuất sắc trên toàn thế giới đã trưởng thành từ những bài học của ông. Thì ngày hôm nay cộng đồng đi bé sẽ cùng nhau đi đọc xuyên suốt cuốn sách này để xem là làm như thế nào để chúng ta trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, làm như thế nào để chúng ta trở thành người nhà bán hàng xuất sắc. Đúng không ạ? Mục tiêu của cuốn sách này, khi mà chúng ta tìm hiểu, cùng nhau tìm hiểu ở đây, thì chúng ta sẽ xem là như thế nào được coi là một nhà bán hàng xuất sắc. Làm thế nào để chúng ta trở thành người bán hàng chuyên nghiệp. Đấy là mục tiêu của cuốn sách này ha. Và chúng ta sẽ có những cái phần thực hành với nhau để mà chúng ta nâng cao cái khả năng phục vụ khách hàng, và cũng chính là nâng cao cái đời sống cũng như là cái kết quả công việc của chúng ta. Thì đi vào phần 1 trong cuốn sách này sẽ có tên là phân tích tâm lý bán hàng. Nếu như ai muốn có một cái cuốn cẩm nang về nghệ thuật bán hàng thì chúng ta có thể lấy sổ ra chúng ta ghi, để nó không mất thời gian cho mình phải đọc lại hay phải nghiên cứu quá nhiều, quá lâu. Phần 1 là phân tích tâm lý bán hàng. Ok. Thì cái mục tiêu của cái phần 1 này thì nó có 5 mục tiêu. Từ từ chúng ta sẽ đi hết cả 5 cái mục tiêu này. Hôm nay chúng ta đi vào chương 1, có tên là một bà nội trợ bán hàng xuất sắc. Sau khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ hiểu là tại sao mà tác giả lại lấy cái gọi là lấy cái tựa đề này và đưa hình ảnh của người nội trợ này lên trên đầu tiên của cuốn sách để giới thiệu cho độc giả. Thì bà nội trợ ở đây chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là tác giả muốn giới thiệu đến một cái người khá là đặc biệt với cái cuộc đời của tác giả. Đó là vợ của tác giả. Thì người vợ này là một người vợ rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn, rất là đáng yêu. Ông gọi tắt tên của vợ ông là Tóc Đỏ. Có lẽ là bà nhuộm tóc màu đỏ, hoặc là bản thân tóc bà là tóc màu đỏ thì không biết. Nhưng ông gọi tắt tên của bà là Tóc Đỏ. Và cái sự đáng yêu của bà và cái sự xuất sắc của bà được ông lột tả trong cái chương 1 này. Nó không phải là người phụ nữ nào cũng có thể làm được cái điều này. Đó là hai vợ chồng ông dự định chuyển đến một cái nơi sống mới, đó tên là Dallas. Thì khi mà đến nơi Dallas này thì cần phải chọn một cái ngôi nhà để mua để ở trong này. Thì hai vợ chồng bàn bạc với nhau về việc là tranh cãi với nhau rất nhiều về việc là làm thế nào để mua một cái ngôi nhà nó vừa tiền, nó đủ trong cái khả năng của hai vợ chồng. Người vợ thì không có chấp nhận ở cái việc là ở trong một cái ngôi nhà chật hẹp, và cô ấy muốn thực hiện cái ước mơ của hai vợ chồng, đó là ở trong một cái ngôi nhà đáng ước mơ. Thì cô ấy đã làm như thế nào để có thể thuyết phục được ông chồng từ việc là ban đầu là không hề đồng ý, không hề nghĩ tới việc là chi thêm tiền cho ngôi nhà đó với một cái khoản tiền cứng ngắc là bao nhiêu đó tiền thôi.
chi bao khoản tiền là bao nhiêu đó thôi và không chi thêm nữa. Thế thì cô ấy đã từng bước để hiện thực hóa được cái ước mơ của hai vợ chồng ở được trong cái ngôi nhà đó như thế nào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu xem là với cái số tiền mà tăng thêm thì nó là tăng thêm bao nhiêu so với cái dự định ban đầu và cô đã làm như thế nào để biết được là cái việc khó khăn của việc thuyết phục cái ông chồng của mình cũng như là giống như là một người khách hàng, tức là cô này cô đã tự bán được cái căn nhà mà cô ấy mơ ước cho ông chồng của cô ấy. Thuyết phục được có nghĩa là bán được cho ông chồng. Thế thì ở đây cái việc đầu tiên á là chúng ta có thể hiểu là sau khi xác định được số tiền dùng để mua nhà, cô ấy nói là nếu tìm ngôi nhà mơ ước đó, chúng ta có thể chi thêm để mua nó được không? Đó là câu đầu tiên mà cô ấy hỏi để đi tới mục tiêu của mình, là hỏi xem là có thể chi thêm được không. Câu hỏi đó khiến hai chúng tôi tranh luận gay go về số tiền mua nhà. Chúng tôi nói chuyện và bàn bạc với nhau không biết bao nhiêu lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng là có thể chi thêm 20.000 đô la nữa. Có lẽ vào thời điểm hiện tại thì con số 20.000 đô la tăng thêm đó chỉ tương đương với một nhà để xe hay một khoảng sân kích cỡ trung bình. Nhưng vào năm 1968 á, với 20.000 đô la thì bạn có thể xây một thứ khá là hoành tráng trên một diện tích tới 200 mét vuông. Đó là chỉ là khoản tiền tăng thêm. Thì do đó nó lớn cỡ đó. Cho nên hai vợ chồng tranh cãi với nhau rất nhiều trước khi đi mua nhà. Sau một thời gian miệt mài săn lùng khắp nơi, tóc đỏ chốt danh sách còn lại hai ngôi nhà ưng ý. Khi đặt chân vào ngôi nhà thứ hai, cô ấy quyết định chấm dứt cuộc đi săn. Vậy ngôi nhà đó trị giá bao nhiêu? Đêm đó khi tôi đi làm về, tóc đỏ mừng rỡ thông báo, anh yêu, em đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của chúng mình rồi. Có đến 4 phòng ngủ tuyệt đẹp và có cả một sân rộng phía sau để xây bể bơi như mình vẫn thường bàn với nhau á. Trong mỗi phòng còn có một nhà vệ sinh, một phòng vệ sinh và cả một bồn tắm nữa. Tôi ngắt ngang, khoan đã nào em yêu, vậy ngôi nhà đó giá bao nhiêu? Tóc đỏ đáng yêu của tôi vẫn tiếp tục. Chắc chắn anh sẽ rất thích vì phòng làm việc riêng rất là rộng. Trần nhà thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà thờ. Còn gara thì đủ rộng cho cả hai ô tô. Anh biết không, tuyệt nhất là anh có thể xây một phòng làm việc nhỏ xinh biệt lập như mơ ước của anh trên diện tích 3,5 nhân 3,5 mét ở sau nhà. Anh sẽ có một không gian yên tĩnh để viết lách ở đó. Còn một điều nữa, phòng ngủ chính lớn đến mức mình có thể khiêu vũ ở đó được. Ôi, đó là ngôi nhà tuyệt vời nhất đấy. Jake, chính là tôi. Em yêu à, ngôi nhà đó giá bao nhiêu vậy? Cô ấy nói, và các bạn biết không, cái giá của nó vượt khoản tiền dự phòng tối đa 20.000 đô la của chúng tôi tới 18.000 đô la. Tôi nghe, tôi nhẹ nhàng nói, em à, chúng ta không thể mua nổi ngôi nhà đó đâu. Tóc đỏ dịu dàng đáp lại. Em biết, nhưng anh đừng lo, vì chúng ta không thể, không biết nhiều về bất động sản, nên ngày mai em đã mời một nhà thầu xây dựng đi cùng với chúng ta đến đó để xem xét. Có nghĩa là tác giả không nói chính xác cái con số tiền để mua nhà là bao nhiêu, nhưng tác giả nói tới con số tăng, gọi là tăng vượt quá dự toán. Ví dụ như là căn nhà đó khoảng là 200.000 đô chẳng hạn, hoặc là 100.000 đô chẳng hạn, thì cái con số mà tăng thêm là con số 20.000 đô là hai vợ chồng đã phải cãi nhau, tranh cãi quyết liệt để xác định là có thêm tiền là 20.000 đô hay không. Thế thì sau đó thì chốt được cái con số là tăng thêm là 20.000 đô rồi. Thì cô vợ cô đi xem nhà thì cái con số vượt quá so với cái con số ban đầu.
là tăng thêm là 20.000 đô la. Thì ngoài việc tăng thêm 20.000 đô la phải chi thêm thì còn phải chi thêm tới 18.000 đô la nữa. Có nghĩa là không phải là tăng thêm 20.000 đô la như dự toán ban đầu mà là 38.000 đô la. Đấy là con số tăng thêm. Và từ năm 1969, từ năm 1969, 68, đó là trước khi công ty Oriflame của mình, sau khi Oriflame của mình thành lập một năm, đúng không ạ? Là từ cái thời mà rất lâu rồi đó. Thì với con số mấy chục nghìn đô la như vậy thì có thể xây được, mua đất, xây được cả một cái biệt thự rất là hoành tráng ở bên Mỹ. Đấy là chỉ là 20.000 đô la tăng thêm thôi đó. Thì chúng ta hiểu được là cái sự hoành tráng của cái ngôi nhà và cái thương vụ mua bán này nó đắt đỏ và nó vượt quá cái mức tưởng tượng của khách hàng đến mức độ như thế nào ha. Ok. Thế thì bắt đầu đi vào việc làm thế nào để cô ấy bán được cái ngôi nhà với việc vượt cái dự toán đến mức độ như vậy. Cẩn thận, kẻo bị đánh lừa bởi khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng ở đây là chồng, còn người bán được cái ngôi nhà này đó là vợ. Bán ở đây theo nghĩa đó là thuyết phục được á, bán cái ý tưởng đó được á. Tôi miễn cưỡng, được rồi, anh sẽ đi nhưng mà chỉ xem qua thôi nhé. Cô ấy nũng nịu, em biết rồi, anh đừng lo. À, ban đầu là không có bắt mua ngay đâu, kêu đi xem nhà trước đã, không có bàn để cái chuyện có tiền hay không có tiền, cứ đi xem cái đã. Đi xem cùng với một người có chuyên môn. Như tôi đã bị hút hồn, tôi đã như bị hút hồn khi nhìn thấy ngôi nhà. Mọi thứ từ phong cách thiết kế cho đến bài trí đều hệt như mơ ước của tôi. Tôi muốn ngay ngôi nhà đó ngay lập tức, nhưng đáng buồn là những điều ta muốn là những điều đôi lúc lại cách xa nhau. Ta có thể làm thì hai điều này có đôi lúc lại cách xa nhau quá. Thế là tôi bắt đầu ra vẻ với vợ tôi và cả người chủ thầu theo cách mà khách hàng thường hay thể hiện với người bán hàng. Mặc dù rất là thích ngôi nhà nhưng mà tôi vẫn làm ra vẻ như là không hứng thú mấy. Lý do ư? Đơn giản vì tôi sợ vợ tôi và nhà thầu sẽ buộc tôi phải làm điều mà tôi rất muốn làm. Đó là chuyện mua một ngôi nhà mà chắc chắn rằng chúng tôi không thể kham nổi cái giá của nó. Do vậy, để bảo vệ bản thân không bị ảnh hưởng bởi những ước muốn cao vời của mình, tốt nhất là tôi giả vờ như chẳng mấy thích thú cái ngôi nhà này. Có giống khách hàng của chúng ta không ạ? Sau khi tìm hiểu, xem, thích gần chết luôn. Nhưng mà nói tới giá cả thì sợ, là bắt đầu giả vờ như là không thích. Thì rất nhiều khách hàng cương quyết từ chối hẹn gặp với lý do anh ta muốn, không muốn, lãng phí thời gian của cả bạn và lẫn anh ta. Đó là khách hàng tiềm năng nhất bởi anh ta biết mình thực sự cần sản phẩm hay dịch vụ do bạn cung cấp. Tuy nhiên vào thời điểm đó anh ta cảm thấy là mình chưa có đủ điều kiện mua hàng. Bởi vậy anh ta không muốn bị tác động bởi việc xem hàng mẫu hay là nghe bạn thuyết trình về sản phẩm. Anh ta gửi lời xin lỗi rằng không muốn phí thời gian của anh và của tôi. Đơn giản vì anh ta biết rằng mình chưa thể mua nó. Thì cái chiến thuật mà cô nàng tóc đỏ này sử dụng để bán hàng là gì? Chiến thuật dồn vào thế hiểm. Để tránh bị khách hàng dồn vào thế bí, bạn cần phải hiểu rằng, hiểu cô nói là tôi không cần biết sản phẩm của anh là gì, khác hẳn với câu nói là thực sự là tôi rất thích sản phẩm này, nhưng hiện giờ tôi chưa thể mua nó được. Do vậy, tôi chưa muốn nghe anh thuyết trình về nó. Rất nhiều lần khách hàng của bạn có thể ở vào tình thế như khi mà tôi bước chân vào khung cửa. Tôi bước chân khi mà bước chân qua cái khung cửa ngôi nhà mơ ước của tôi và họ có khuynh hướng tránh xa những ước muốn xa xỉ đó bằng cách từ chối hẹn gặp của bạn. Trong khi đó, tóc đỏ sung sướng quan sát khắp nơi. Nàng mừng rỡ reo lên rằng khoảng sân phía trước ngôi nhà rất phù hợp để xây một con đường vào nhà hình vòng cung như tôi đã hằng mơ ước. Lại còn có một bộ đèn chùm lộng lẫy trong phòng khách nữa.
Nàng ngắm nghía bộ đèn chùm và cười rất là tươi. Nàng đã làm đúng những việc cần làm. Đó là nàng muốn tôi nhìn thấy cảm xúc thích thú của nàng và tôi hiểu là nàng muốn gì. Chiến thuật đánh vào ước muốn sở hữu của khách hàng. Khi chúng tôi bước vào căn phòng làm việc, cô ấy nói to, anh yêu, phòng này rộng thật đấy. Tôi chưa kịp đáp thì cô ấy lại tiếp tục. Anh nhìn kìa, cái lò sưởi của anh thật là tuyệt vời, của anh nha. Tức là nhà thì chưa mua nhưng mà dùng từ ngữ là như vậy đó. Cái lò sưởi này của anh này. Các cái giá sách cũng vậy, em xếp sách của anh vào đây. À, bỗng nhiên mọi thứ đều trở thành của tôi. Quả thật là đòn tâm lý quá tuyệt vời. Anh đang nghĩ đến hình ảnh, em đang nghĩ tới hình ảnh anh ngồi đọc sách vào một buổi chiều chủ nhật bình an và đắm chìm trong những ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Rồi nàng lao về phía phòng ngủ chính. Anh nhìn này, nó rộng đến mức mà chúng ta có thể đặt một cái bàn và một cái ghế vào chỗ kia và mỗi sớm mai thì chúng ta có thể cùng uống cà phê, tận hưởng yên tĩnh và của cái buổi sớm mai. Anh thử vào nhìn cái tủ âm tường của anh đi, nó có thể chứa tất cả mọi thứ đồ nghề của anh trong đó. Rồi nàng bước về cái gara. Ôi, ở đây có thể có đủ chỗ cho cả hai chiếc ô tô của anh và của em. Khoảng đất này dùng để xây phòng làm việc của anh. Anh từng mơ ước có một phòng như thế từ lâu rồi đúng không? Khi chúng tôi quay vào nhà thì nàng nói là khi mà Suzy đi học xa nhà 2 năm thì chúng ta dành căn phòng này cho khách đến chơi như là chúng ta vẫn thường mơ ước. Sau khi xem toàn bộ ngôi nhà thì tóc đỏ dễ thương siết tay tôi và âu yếm hỏi, anh thấy ngôi nhà thì như thế nào? Anh thấy ngôi nhà thế nào anh yêu? Chiến thuật đánh vào sự bối rối của khách hàng. Tôi phải trả lời vợ tôi thế nào đây? Rõ ràng là tôi không thể nói anh không thích ngôi nhà này bởi điều đó là không đúng sự thật. Vì vậy nên là tôi nói em yêu, anh rất là thích ngôi nhà đó. Nó đẹp thật đấy, nhưng em cũng biết rõ là chúng ta không đủ tiền để mua một ngôi nhà như thế này. Những điều mà tôi nói ra liệu có làm cho cô ấy buồn không? Hoàn toàn không. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Anh yêu à, em biết mọi thứ, mọi điều đó chứ. Nhưng mà em chỉ muốn cho anh xem thứ gì đó thật đẹp. Ngừng một chút. Còn bây giờ, mình sẽ tiếp tục tìm xem có ngôi nhà nào rẻ hơn không? Ôi, nàng làm cho tôi phải bối rối khi mà không chọn mua được căn nhà ưng ý như vậy. Buổi tối hôm đó, tóc đỏ không nói gì về ngôi nhà nữa. Sáng hôm sau, khi tôi đang đánh răng thì nàng bước vào và hỏi, chúng mình sẽ sống ở Dallas này bao nhiêu lâu anh nhỉ? Chắc là cũng khá lâu đấy em. Và nàng bắt đầu hạ gục tôi bằng cách tóc đỏ ngập ngừng nói tiếp. Anh có nghĩ là chúng mình sẽ ở đây tới 30 năm nữa không? Tôi đáp, chắc chắn rồi. Ôi, anh thích Dallas vì biết bao vì nó rất là tiện đường đi làm cho anh. Nhưng tại sao em lại chọn con số 30 năm? Nàng nói tiếp, anh yêu, nếu như chúng mình ở đây thêm 30 năm nữa thì 18.000 đô la phát sinh thêm kia chia thành bao nhiêu mỗi năm? Nàng quên hoặc là cố tình lờ đi giá trị gốc của ngôi nhà và 20.000 đô la tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu của chúng tôi mà chỉ có bàn đến con số 18.000 đô la phát sinh ngoài dự toán mà thôi. Chưa kể là số tiền dành để mua nhà, khoản tiền lãi, khoản tiền bảo hiểm, tiền thuế nữa. Tôi nhẩm tính 18.000 đô la chia cho 30 năm thì vị chi là 600 đô la một năm. Nàng hỏi dồn vậy thì bao nhiêu một tháng? 50 đô la một tháng. Vợ tôi tiếp, thế bao nhiêu một ngày? Thôi nào em biết mà, 1 đô la 70 sen một ngày. Nhưng mà sao em lại hỏi như vậy? Nàng tỏ ra rất là cương quyết. Em có thể hỏi anh thêm một câu chứ? Vẻ mặt khẩn khoản của nàng, tôi không thể từ chối. Câu gì thế? Chỉ nhờ có vậy, nàng nói ngay. Anh à, liệu một ngày anh có thể bỏ ra thêm 1 đô la 70 sen để vợ anh có thể được hạnh phúc trọn vẹn không? Hay là anh chỉ muốn
Vợ anh đơn thuần là một người hạnh phúc bình thường như bây giờ. Tôi tin rằng bạn có thể đoán hiện tại chúng tôi đang sống ở đâu rồi đấy. Câu chuyện này chứa đựng rất nhiều kỹ thuật và diễn biến tâm lý đáng chú ý. Đầu tiên, tôi biết rõ là vợ tôi đang cố thuyết phục tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để tránh được cái cảm giác khó chịu đó. Cũng giống như tôi, khách hàng không thể có cách xử lý nào khác với những người bán hàng nhiệt tình như vợ yêu của tôi. Thật sự, khó ai có thể cưỡng lại chiêu thức này, nhất là bởi một người muốn đem điều tốt đến cho người khác. Vợ tôi đã phân tích cho tôi thấy rằng làm như thế chính là tôi đang mang lại hạnh phúc lớn lao cho nàng. Đó là cái câu chuyện mà tác giả đã kể với lại chúng ta về cái thương vụ mà tác giả đã bị thuyết phục một cách ngoạn mục như vậy. Và bây giờ tác giả đi phân tích cho mình biết được là trong cái thương vụ này thì chúng ta có thể học được cái bài học gì. Thì trong quá trình mà mình phân tích ấy, thì mọi người có thể ghi lại mấy cái gạch đầu dòng cho cái lý do, cho cái gọi là chiến thuật ở đây là gì ha. Cái chiến thuật này được tác giả đặt tên là 1902, tức là chiến thuật này là được tác giả dạy ở trong một cái lớp học bán hàng mà vợ của tác giả là người cùng học với các học viên. Và chiến thuật này được Fenric Sheldon áp dụng vào năm 1902, và trong quyển sách của ông ấy có trình bày, nên là tác giả học được và dạy lại cho học viên. Và học viên đó chính là vợ của mình đã học và áp dụng ngược trở lại với chồng. Đó là ông Dick ha. Đừng để lọt vào tai tất cả mọi thứ. Thì lưu ý thứ hai này, đấy, cái đầu tiên đó là áp dụng vào hoàn cảnh thực tế của mình ấy. Thì tức là cái lưu ý thứ nhất đó là về chiến thuật, ở đây là một chiến thuật được được dạy, được đào tạo đàng hoàng nhé, chứ không phải là một cái mà ngẫu nhiên. Cái lưu ý thứ hai là qua câu chuyện này là hãy nghe theo cách của tóc đỏ. Cô ấy không hề nghe tôi than vãn. Làm sao chúng ta có thể có được chừng ấy tiền? Không thể mua nổi ngôi nhà đấy đâu, không đủ tiền đâu. Và lúc đó tôi bỗng ngờ rằng vợ tôi có vấn đề về thính giác hay sao. Cô ấy muốn có ngôi nhà đó và không muốn nghe bất cứ lời nào đến việc không có tiền để mua nhà. Tôi cho rằng các nhân viên bán hàng cũng nên làm ra vẻ mình cũng có vấn đề về thính giác mỗi khi mà nghe khách hàng than vãn về việc là không thể mua được sản phẩm vì không có tiền. Mỗi khi khách hàng nói giá cao quá hay tôi không quan tâm, có thể họ chỉ muốn ám chỉ rằng họ sẽ không trả một khoản tiền to để nhận được một khoản lợi nhỏ như vậy. Trong những trường hợp như vậy, hãy học cách nghe của tóc đỏ trở thành một người có vấn đề về thính giác. Một điều khác nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là tóc đỏ không tỏ ra vẻ khó chịu, có ý tranh luận hay đối chọi gì với tôi cả. Khi mà thuyết phục tôi á, thì cô ấy luôn tin rằng cuối cùng cô ấy sẽ thành công. Cô ấy không bao giờ tranh cãi mỗi khi mà chúng tôi nhắc đến chuyện không đủ tiền. Điều đó là rất cần thiết, bởi tranh cãi chỉ tạo ra sự đối nghịch vô hình. Chắc chắn rằng bạn sẽ gặp khó khăn lớn khi mà vừa xoa dịu sự chống đối lại vừa phải tác động tích cực đến khách hàng của bạn. Cho nên đừng tạo ra sự tranh cãi ha. Chiến thuật làm cho khách hàng tin rằng họ có khả năng chi trả. Cái thứ ba, đó là như chúng ta đã được nghe ở phần trước, là cô tóc đỏ này, cô ấy chia nhỏ số tiền ra. Lưu ý thứ ba đó là rút ra câu chuyện này chính là người bán hàng phải lạc quan. Người bán hàng phải lạc quan. Nghĩ rằng khách hàng có thể chi trả cho sản phẩm dịch vụ đó. Chắc chắn một điều là trong rất nhiều trường hợp, mong đợi của nhân viên bán hàng có mối quan hệ trực tiếp tới quyết định của khách hàng. Dù trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào với khách hàng,
Hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn rất mong đợi vào sự thành công của thương vụ. Lưu ý thứ tư là bạn có thể bán được hàng một cách dễ dàng bằng cách đặt ra những câu hỏi có tính dẫn dắt so với chỉ nói chuyện đơn thuần. Bằng những câu hỏi của mình, Tóc Đỏ đã từng bước ngộ ra rằng không những chúng tôi có khả năng mua ngôi nhà đó, mà chúng tôi còn nên mua nó cơ. Đây cũng chính là chiến thuật Scottrade mà rất nhiều bác sĩ, luật sư, kế toán, cố vấn, mục sư, thám tử cùng vô số người thành công khác đã áp dụng, gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp lẫn trong cuộc sống của họ. Đó là mình đừng nói nhiều hơn khách hàng. Mình là người đặt ra câu hỏi cho khách hàng, nói nhiều để mình có nhiều thông tin. Còn có một cái lỗi rất là dễ gặp là chúng ta say sưa chúng ta nói về thông tin, về sản phẩm của mình. Và như vậy thì nó không xử lý được cái lời từ chối của khách hàng là tôi không đủ điều kiện, hoặc là cái lợi ích của sản phẩm mang lại so với cái số tiền mà tôi bỏ ra thì nó ít quá. Nếu như mà chúng ta không biết đặt câu hỏi để dẫn dắt thì khách hàng sẽ là người tự quyết định. Cái tiếp theo là lưu ý thứ năm là phải có mục tiêu rõ ràng nha. Tóc Đỏ hiểu rằng cô ấy cần thuyết phục tôi về 18.000 đô la tăng thêm trước khi đi tìm nhà đã khiến tôi phải đồng ý về khoản tiền để dùng mua nhà. Thậm chí cô ấy còn buộc tôi đồng ý thêm 20.000 đô la nếu cần. Cứ như một nhân viên bán hàng xuất sắc, cô ấy biết rõ là chúng tôi chẳng cần bàn luận gì thêm về những thứ đã được quyết định trước đó rồi, mà chỉ bàn đến 18.000 đô la tăng thêm thôi. Nếu như mà bạn đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản á, thì nếu khách hàng nói là tìm cho tôi một ngôi nhà là 200.000 đô, thì nếu mà là một người bán hàng bình thường thì bạn sẽ tìm một ngôi nhà 200.000 đô đúng theo cái yêu cầu của khách hàng và bán, sau đó lấy tiền hoa hồng ha, thì đấy là một người khách hàng bình thường. Còn nếu mà là một người bán hàng xuất sắc á, thì bạn phải tìm được ngôi nhà 250.000 đô, tức là nó phải có một cái khoảng chênh. Sau đó mình sẽ là người thuyết phục cho cái khoảng chênh đó. Và nếu bán được căn nhà 250.000 đô thì nó mới là người bán hàng xuất sắc. Còn nếu chỉ phục vụ theo đúng yêu cầu đưa ra thôi thì nó là bình thường. Thay vì ngôi nhà 200.000 đô đúng như khả năng của anh ta, thì thực tế là anh ta có nhu cầu thực sự về nhà ở nên mới tìm đến bạn. Và hoàn toàn có thể chi trả thêm nếu như anh ta có cái điều kiện như vậy. Nhưng nếu như mình không là cái người mà định hướng và có mục tiêu rõ ràng được cho khách hàng có sự lựa chọn tốt hơn, thì mình sẽ là người để cho khách hàng dẫn dắt. Ha. Đối với các giống như là trong cái công việc kinh doanh của chúng ta tại Oriflame ấy, thì khách hàng chỉ tìm đến chúng ta để mua sản phẩm Omega 3 thôi chẳng hạn, hoặc là tìm đến để mua wellness kit cho con thôi chẳng hạn. Nhưng nếu là người bán hàng bình thường á, thì mình sẽ bán được một hộp wellness kit cho cái bạn nhỏ đó, và bạn nhỏ đó sẽ được sử dụng wellness kit theo cái mong muốn của mẹ. Nhưng nếu mà là người bán hàng xuất sắc thì bạn nhỏ đó sẽ được kèm thêm cả omega 3 và cả wellness bột. Nếu như gặp được một người bán hàng xuất sắc thì sẽ cho được người mẹ của cậu bé đó hiểu được là cái giá trị cộng thêm và có thể hoàn toàn chi trả thêm cho cậu cả wellness bột và cả omega 3. Thì đó mới là được gọi là người bán hàng xuất sắc. Tức là nghĩ về cái quyền lợi của cái người được sử dụng. Nếu sử dụng trọn vẹn như vậy thì nó tuyệt vời như thế nào. Và người ta hoàn toàn có thể chi trả cho con người ta, thay vì con người ta phải đi đến bệnh viện, phải đủ thứ về vấn đề về sức khỏe. Đúng không ạ? Nên là đó mới được gọi là người bán hàng xuất sắc. Và ở đây á, hãy chia nhỏ mức giá để khách hàng dễ dàng chấp nhận sản phẩm dịch vụ của bạn ha. Đó là cái chiến thuật mà cô này cô rất là thông minh, cô sử dụng để lấn át
cái người chồng của mình khi mà đi mua nhà. Cái tiếp theo đó là chúng ta hãy tìm hiểu khách hàng của bạn. Lưu ý thứ sáu là bạn hãy cố gắng tìm hiểu về khách hàng của mình càng kỹ càng tốt. Vợ tôi rất là biết rất rõ tôi mong muốn điều gì. Ví dụ tác giả có một cái câu chuyện rất là vui là tác giả ngay ngay còn khi mà còn nhỏ thì rất là thích môn bơi lội, và cậu bạn của tác giả có rủ tác giả đi bơi. Thì khi mà đến cái hồ bơi trước ấy, thì không thấy bạn đâu, thì đi thay quần áo sau đó nhảy xuống hồ bơi. Thì vừa nhảy xuống hồ bơi thì ngay lập tức bị cái ông bảo vệ hay ông huấn luyện ông ấy vớt, ông nhấc lên và ông ấy yêu cầu là ra khỏi hồ bơi ngay lập tức, bởi vì không phải là thành viên của câu lạc bộ. Thì kèm theo là hôm sau còn gọi lên văn phòng sỉ nhục cho một trận là vô tổ chức và dạy dỗ rất là nhiều. Thì sau đó là ông ấy rất là tức giận với cái hành động đó, và ông ấy đã có một cái lời thề đó là khi mà tôi lớn lên á, tôi sẽ tự xây cho tôi một cái hồ bơi còn to hơn cái hồ bơi của câu lạc bộ này cho nó bỏ tức. Thì khi mà đây là một cái ước mơ thời thời thơ ấu, thì vợ của tác giả đã đưa cái ước mơ này vào, tức là rất hiểu về khách hàng của mình, và đưa cái ước mơ này vào trong cái việc là ngôi nhà này có đủ cái khoảng đất để có thể thực hiện được cái ước mơ này. Thế thì cái điều lưu ý ở đây, rất là đáng lưu ý ở đây ha, điều rất đáng lưu ý mà trên màn hình Trang có tô màu vàng đó, là hãy tìm hiểu tất cả mọi thông tin liên quan đến khách hàng, chia nhỏ sản phẩm của mình, thuyết phục khách hàng bằng tất cả sự lạc quan của mình, giả vờ không nghe thấy những lời từ chối của họ, đặt ra thật nhiều câu hỏi để nhận diện vấn đề và dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng. Tìm hiểu xem điều gì có thể giải quyết vấn đề của khách hàng và chỉ cho họ thấy là sản phẩm mà bạn cung cấp chính là giải pháp mà họ đang tìm kiếm. Ba thứ ngôi nhà chưa có. Thì cuối cùng là gì mọi người biết không ạ? Cho tới sau mãi sau này á, thì cái việc mà xây thêm bể bơi này, xây thêm cái cung đường hình vòng cung, khi mà đi vào nhà, khi mà Trang sang bên Mỹ thì Trang thấy là những cái ngôi nhà mà ở Hollywood mà nó đẹp, mà nó ở những cái vị trí rất là đẹp ấy, thì phía trước là người ta không xây nhà sát ra mặt đường như mình đâu. Người ta xây thụt vào bên trong, người ta để một cái khoảng cỏ ở đằng trước rất là đẹp. Sau đó nhà nào mà sang trọng mà đẹp á, người ta sẽ xây cái con đường đi vào nhà, không phải là xuyên thẳng vào nhà như này. Cổng mới đi thẳng vào nhà, mà người ta sẽ xây theo một cái đường vòng cung rất là đẹp. Xung quanh là cỏ, là trang trí rất là đẹp như vậy. Thì cái ngôi nhà này, vợ của tác giả rất là tôn trọng chồng của mình. Đó là có ba điều mà cô ấy không có làm tới, và cô ấy dành cho cái việc quyết định đó là chồng của mình. Và ngôi nhà khi mà mua nó cũng chưa có ba cái này, và trong cái sự vẽ ra của cô ấy về cái việc đáp ứng nhu cầu của chồng thôi. Thì sau khi mua ngôi nhà này thì tới bây giờ thì không biết bây giờ thì như thế nào, nhưng mà tới khi mà viết cái cuốn sách này thì nó vẫn chưa có trên thực tế, nhưng mà chính ba cái yếu tố này đã làm cho tác giả bị thuyết phục thêm phần nào. Thứ nhất là cái con đường đi vào nhà là con đường vòng cung. Thứ hai là biệt thự này sẽ có cái hồ bơi hình mũi tên. Tiếp theo là cái căn phòng làm việc riêng biệt lập ra một khóc góc của khu vườn. Thì ba cái yếu tố này là vợ của tác giả rất là tôn trọng tác giả trong cái việc là để cho ông ấy tự toàn quyền quyết định cái đó. Đây thật sự là một điểm quan trọng. Có những lúc khách hàng sẽ hỏi bạn về những cái thứ rất là chi tiết. Nếu mà bạn có thể đáp ứng được những gì mà họ muốn á, thì thương vụ đó không có gì phải bàn thêm nữa. Nhưng bạn cũng cần nhớ rằng nhiều người không biết họ muốn gì bởi họ không biết mình có những lựa chọn nào. Vậy thì lưu ý thứ bảy là nếu bạn không thể đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng thì đừng vội kết luận rằng họ khó tính. Mình không rõ về nhu cầu của người ta
người ta từ chối mình đừng đổ tội cho người ta là khó tính, bởi vì chẳng qua mình không hiểu gì về họ hết và mình không làm cho họ kết nối được với sản phẩm. Còn kết luận họ là người khó tính là do mình để cho mình đỡ tổn thương. Rất là nhiều lần khi mà đi mua sắm thì chúng ta thường xác định trước mình cần mua những món hàng gì, nhưng cuối cùng thì lại mua những món khác mà ta lại thích hơn. Có ai giống như vậy không ạ? Đi mua thì định mua một hai thứ rồi về thì xách quá trời thứ. Có ai bị như vậy không ạ? Chắc là thường xuyên. Hiện nay ngôi nhà của tôi không có được những gì mà tôi mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa đó là không phù hợp. Tóc đỏ đã chỉ cho tôi thấy rằng chúng tôi hoàn toàn có thể xây thêm ba thứ mà tôi ao ước. Điều này liên quan đến khả năng tưởng tượng của người bán hàng để giúp khách hàng có được những gì mà họ mong muốn. Hãy nhớ rằng bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều mà họ mong muốn. Đó là toàn bộ chương sách ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái nội dung chương sách ngày hôm nay.